Thưa quý vị, trong những ngày qua đã có rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh để đóng góp vật chất, nhu yếu phẩm với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Tính đến hiện tại, Quỹ cứu trợ thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của gần 5.000 tổ chức cá nhân với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng, trong đó gồm tiền và khoảng 200 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Với số tiền này thì thực sự là mình nghĩ là nó cũng không quá nhiều, nhưng mà có thể là góp một phần chung tay vào khắc phục cái hậu quả, mang lại cái cuộc sống mà bình thường cho bà con miền Bắc thì nó quan trọng hơn. Công ty là cũng có một cái con heo đất đi đập ra, mình có bao nhiêu thì mình ủng hộ bao nhiêu để đến những cái tỉnh mà đang thiếu thốn về bị bão quét vừa qua. Đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện nay đã tạm thời là chi 1 tỷ đồng là tương ứng với một ngày lương của toàn thể người lao động để đóng góp cho đồng bào miền Bắc. Với cái sự thực hiện của Mặt trận Tổ quốc sẽ rất là nhanh chóng và hỗ trợ được nhanh cho đồng bào của mình tại miền Bắc. Chưa thể thống kê hết những thiệt hại mà đồng bào miền Bắc phải gánh chịu trước đợt thiên tai vừa qua, thế nhưng với tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình cảm của chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là sức mạnh giúp người dân vùng bão vượt qua khó khăn. Những đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã gói trọn tình cảm, nghĩa tình của người dân miền Nam gửi cho đồng bào miền Bắc giữa khó khăn.